tàu đặt luôn cái đó, tôi biết ở có một cái sông xa đó có một cái đường dây đó thì anh đến một số người ta cũng sẽ chuyển thành mấy cái buồng thì có thể phải sẽ có chuyển vào sâu trong đường đấy và đặt một cái đường dây dưới đó là nó có thể là chỉ đôi mắt thì mình có thể không được luôn sau khi đó sau khi chuyển thì bắt đôi mắt của mình để xử lý về cho mình được luôn sau khi buồng xong thì cứ thành là đôi tay cũng không lành thì vì không nhưng mà điều khiển hoàn toàn là nếu đôi tay thì không phải thành hại gì đến và cái đường kính của nó là 0,5